Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi cảnh báo đối với người dân hãy cẩn trọng với loại ma túy mới đúc bóng dưới tên gọi Sukla Bay. Thủ đoạn của các đối tượng buôn bán ma túy là trộn ma túy trong bánh kẹo, đồ uống, thực phẩm chức năng, thuốc lá điện tử với thiết kế bao bì bắt mắt, hương vị thu hút, dễ dàng tiếp cận với trẻ. Theo Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, chất có trong Sukla Bay thuộc nhóm chất cần sa tổng hợp. Theo các chuyên gia y tế, cần sa tổng hợp độc hơn gấp nhiều lần so với cần sa thông thường. Qua đấu tranh, lực lượng công an ghi nhận các đối tượng sử dụng thủ đoạn nhập ma túy dạng bột trái phép từ nước ngoài về Việt Nam để bào chế, gia công, chia nhỏ dạng viên để ngụy trang cất giấu trong các loại hàng hóa thực phẩm. Họ thuê căn hộ chung cư để cải tạo làm nơi cất giữ, tổ chức ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy nhắm thẳng vào giới trẻ. Ở lứa tuổi tò mò, thích khám phá, thể hiện bản thân, các em dễ dàng bị lôi kéo dùng loại ma túy này mà nhiều phụ huynh không hay biết. Liên quan vụ 4 nữ tiếp viên nhận chuyển ma túy, sau 15 tháng điều tra mở rộng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 318 vụ án với 961 bị can để điều tra về các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm tàng trữ tiền giả, đánh bạc và cướp giật tài sản, xử lý hành chính hơn 80 người về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng vật vụ án, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan chức năng thu giữ 319 kg ma túy tổng hợp các loại, 12 khẩu súng, 67 viên đạn các loại, 3 quả lựu đạn và nhiều tăng vật có liên quan. Trong vụ án này, số tiền giao dịch ma túy lên đến gần 28.000 tỷ đồng. Trước đó, ngày 16 tháng 3 năm 2023, thông qua công tác soi chiếu chi cục hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, phát hiện trong vali của 4 nữ tiếp viên hàng không từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất có dấu hiệu nghi vấn. Sau đó, lực lượng chức năng đã báo cho Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy C04 Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy PC04 Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp kiểm tra. Qua đó, công an phát hiện trong vali hành lý của 4 nữ tiếp viên có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng, trong đó có 157 tuýp kem chứa hơn 11,2 kg ma túy tổng hợp. Quá trình điều tra, công an xác định các nữ tiếp viên không biết trong số hàng hóa nhận vận chuyển từ Pháp về Việt Nam có chứa ma túy. Sau đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh quyết định trả tự do cho các nữ tiếp viên trên, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án và xác lập chuyên án mở rộng điều tra, truy xét. Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công chuyên án tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 4 đối tượng cộng cán có đối tượng tàng trữ vũ khí nóng. Trước đó, tối ngày 24 tháng 6, Công an huyện Anh Sơn đã bắt 2 đối tượng Phạm Viết Hải, sinh năm 1978, trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn và Trần Minh Lý, sinh năm 1993, trú tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 29,55 gam ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động và 1 xe ô tô. Đấu tranh mở rộng, sáng 25 tháng 6, ban chuyên án phối hợp với Công an huyện Hưng Nguyên và Công an thành phố Vinh tiếp tục bắt giữ thêm 2 đối tượng Trần Anh Tuấn, sinh năm 1973, trú tại xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên và Trần Đức Thiện, sinh năm 1997, trú tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 2 điện thoại di động, 1 xe ô tô. Qua điều tra, lực lượng công an xác định Trần Anh Tuấn chuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện. Đây là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, thường xuyên mang theo vũ khí và có nhiều thủ đoạn tinh vi, hòng qua mắt lực lượng chức năng. Tại cơ quan điều tra, Trần Minh Lý thừa nhận là đối tượng móc nối cho việc mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình vây bắt, các đối tượng vô cùng manh động và liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an huyện Anh Sơn cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ thành công các đối tượng. Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng. Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an thành phố Gò Công tiến hành kiểm tra hành chính một cơ sở kinh doanh karaoke tại khu phố 3, phường 5, thành phố Gò Công. Qua kiểm tra phát hiện, 17 đối tượng trong 2 phòng đang hát karaoke có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành xét nghiệm ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh, tất cả đều dương tính với chất ma túy tổng hợp. Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy như bình nhựa, ly thủy tinh, túi ni lông, tiến hành lập biên bản vụ việc đưa 17 đối tượng về cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.